Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái tool mới nhưng cũ, nó là cái vải gạch ha. Mới là do nó xuất hiện lần đầu ở trong cái version 2. Còn cũ là nó mình đã từng làm ở version 1 rồi. Thì hiện tại mình mới làm xong cái mình mới viết lại là cái do gạch lát thôi, chứ gạch ốp thì hẹn các phiên bản sau. Các version mới, các version mới của version 2 sau. Thì version 2 thì đương nhiên sẽ cải tiến hơn version cũ, là mọi người có thể tự tạo một cái family gạch bất kỳ, nhưng với điều kiện là ba cái thông số chính này là chiều cao, về dày và về rộng thì mọi người phải đặt đúng cái tên, ví dụ như height, thickness and width. Thì phải đặt đúng như vậy để nó nhận. Rồi thì đó là cái yêu cầu duy nhất thôi. Lưu ý là khi mà tạo family á, thì mọi người phải tạo family matrix generic model face space ha. Ha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ trình diễn luôn. Mình chọn ba cái viên này. Ba viên này là ba thai khác nhau ha. Rồi. Chọn vẽ gạch. Thì đây nó sẽ thống liệt kê ra ba cái family mà mình đã chọn. Ví dụ giờ mình không muốn vẽ cái này thì mình bỏ tích này đi. À, nhấp vào. Rồi. Bề rộng Ron ha. Thì đây mình cho là 2 mm, mọi người có thể chỉnh sắp xếp sau le là sao thì chút nữa mình sẽ giới thiệu sau. Bây giờ mình cứ để vậy và chạy luôn ha. Ở đây nó có ví dụ như một cái cột hay một cái gì đó, thì ở đây mình không vẽ cột mà mình vẽ cái separator thì nó cũng sẽ cách ra luôn ha. Tương à. 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 Về rộng ron 2 mm ha. À. Tương tự là bên này thì để dễ thống kê thì mình có làm một số thuộc tính ha. Đó là thuộc cái room tên gì, diện tích nó bao nhiêu, các cạnh của nó là cái viên gạch này có bị cắt không, là nguyên hay lở. Bản này thuộc loại gì, là floor tile, là gạch lát ha. Tương tự là ví dụ như một cái viên gạch lở đây đây thì nó bị cắt thì sẽ là yes ở đây, diện tích của nó và các cạnh của nó. Rồi thì ở đây có cho nó một cái thai của nó ở đây, ví dụ như cái thai này nha. Này là để cho vụ cho ta thống kê thôi, chứ mình đổi thai thì nó cũng không có đổi kích thước đâu nha. Thai đó là cùng cùng một cái ở đây mình lấy lại viên gạch định vị rồi. Viên gạch định vị lúc nãy bỏ đâu ta, à đây, viên gạch định vị này ha. Đó, thì cứ ví dụ như ở bên cái phòng bên này mình cũng đặt cái gạch định vị là 800 800 y chang thay luôn, thì nó sẽ chung một cái thay ở đây, thay 236611 nè. Này là để cho mình dễ thống kê thôi, chứ không có, chứ nó không, chứ chúng ta đổi thay khác thì nó vẫn như vậy thôi ha. Mình thấy nó vẫn như vậy thôi, không khác gì hết. Mục đích của nó là để thống kê ha. Rồi thì đó là mình đã giới thiệu xong, thì bây giờ mình back lại để mình thử chức năng Soleil lúc nãy mà mình nói ha. Lần này thì mình vẽ luôn 3 viên. Chọn hết ở đây. Sắp xếp Soleil rồi, chạy.
À, như mình thấy là sắp xếp sao lê. Lúc nãy mình có giới thiệu là trước khi vẽ mình sẽ sắp đặt một viên gạch định vị vào trong một cái phòng ha. Thì bắt buộc phải có phòng thì nó mới chạy ha. Nếu chúng ta không vẽ phòng và không vẽ gạch định vị thì chúng ta sẽ không có sắp gạch được. Rồi. Ok. Rồi chúng ta thấy so le là sao, cái là từng lớp này nè. Nó so le với nhau, mình thấy đó. Viên gạch này với viên này nó so le nhau nè, đó. Chứ nó không có thẳng như lúc nãy. Đó. Rồi, mình sẽ làm lại từ đầu với một cái viên ở đây đi. Rồi, Architect Component. Thì mình sẽ chọn là 800 800 vẽ cho nó nhanh ha. Thì để vẽ gạch lát thì chúng ta chọn work plane ha. Tại sao mình lại tạo cái family face bay là tại vì sau này mình sẽ sử dụng cái family này để chúng ta cái định vị của gạch ốp trên tường. Còn ở đây mình gạch lát thì chúng ta sẽ play on work plane ha. Rồi. Chúng ta đặt cái gạch định vị này ở đây. Đâu đó tùy chúng ta. Mà bắt buộc nó phải có cái phòng nè, không có phòng thì nó sẽ không có vẽ được. Không phải là không hẳn là không vẽ được, mà là vì tại vì chúng ta khi mà thống kê thì chúng ta phải phải thống kê theo theo phòng và căn hộ. Thì cái này là mục đích của nó là còn để thống kê nữa. Rồi chúng ta nhấn vào vẽ gạch. Rồi mình bỏ sắp xếp solar đi. Chạy. Ok. À, thì ở đây là nó chừa ra cái đường với cái đường line này 20 mm này. À.